Rồi chiều nay chú Dũng mình sẽ đưa các cô chú đi thưởng thức một món phở 5.000 tại thành phố Nam Định của tỉnh Nam Định ha. Địa chỉ là 27 đường 19 tháng 5, thành phố Nam Định. Rồi mình sẽ đi vào trong, đây là cái không gian quán phở 5.000. Đây là một cái bàn để đồ thức ăn ở đây, để khi khách tới là mình cô sẽ buôn bán cho mình, sẽ bán làm một tô phở. Hôm nay lên đóng tiền 3 con người với 3 quả trứng sang đường. Dạ dạ. Cho con hai bát đi luôn. Một bát đừng lấy trứng ha. Cũng như vậy luôn nha. 35.000 này. Một tô á. À tô 5.000 nha ha. Giờ một làm tô 5.000 với làm một tô đầy đủ ha. Tô 5.000, tô phở 5.000. Rồi làm một tô phở 10.000. À, bao nhiêu đây? Đây là làm 20. 20. Dạ. Rồi hai tô con nha. Dạ. Vẫn có bán nào tô 5.000 mà. Phở 5.000. 5.000 thì bánh phở ha, cũng có thịt gà xé sợi ra nè, và một miếng mọc. Đây miếng mọc đây. Mọc rất là nhỏ xíu ha, và những miếng gà xé sợi nè. Đây là bánh phở ha, kèm với mấy cái này là ngò gai nè, hành lá ha. Rất là đơn giản, một tô vậy 5.000. Và có kêu thêm một tô nữa, một tô full topping 20.000. Cái này thì có chả nè. Ở đây cũng gọi là chả ha. Và mấy miếng thịt gà nè. Đó. Và cũng có mọc nè, có mọc nữa ha. Ăn kèm với phở một tô full vậy là 20.000. Và có thêm trứng nữa. Trứng hột vịt lộn cũng là 20.000 thôi. Người ta cũng bớt bớt cái đồ ăn lại, mình bỏ thêm trứng vô. Rồi. Thử cái miếng nước lèo coi. Đây có ra một vị phở ha. Quá trời luôn. 5.000 một tô, 5.000 mà quá trời bánh phở nè. Rồi thịt gà nè. Ăn một tô 5.000 là quá no luôn á. Nhiều lắm, rất là nhiều. Gà rồi. Ở đây mình không có tương đen. Ăn cạnh với tương ớt nè. Với cái độ rau đơn giản. Rồi ăn thử một tô full topping. Nói chung là nhiều đậu hơn, thịt nhiều hơn. Tô này là 20.000. Đây ăn tô kia không có cái chả vậy. Mình ăn miếng chả này coi. Nước nước phở với bánh phở thì cũng giống nhau. Cái chả đây ăn nó cái vị nó hơi kỳ kỳ lắm, nhưng cũng là nhân thịt thôi. Đây một miếng mọc. Cái mọc nó rất là, cái mọc ở đây rất ngon ha. Quán làm mọc rất là ngon. Trời ơi nguyên một miếng gà. Gà này nãy cô sắt ra nè. Lên gà cũng chắc ha, rất là chắc, ngon. Rồi mình ăn cái xong cái tô phở mình, tô phở 5.000 với tô phở 20.000. Ăn xong hai tô này mình sẽ đi
kiếm một cái món khác mình ăn tại thành phố Nam Định, của tỉnh Nam Định nha. Rồi, xin chào. Quá trời nè, ổ dài dài giống như bánh mì Hội An nhưng mà ổ này nó bự hơn như rất nhiều ha. Trời ơi, cũng 6.000 luôn chị. Cái này 12.000. À 12.000. Cái này ổ 6.000 đây. Rồi, không thấy nướng nướng ngon ngon nè, nướng cái vàng ngon nè. Chú Dũng Miền sẽ dắt các cô chú ăn thêm một cái món thử nữa là bánh mì Ba Lan. Đây không phải là bánh mì thịt chép pate ha, bánh mì nào như là kiểu cũng là bánh mì không đặc ruột. À đây nè. Trong đó có nhân gì chị ơi? Không có nhân hả? À một ổ vậy hả? Xong bây giờ mình muốn mua gì nhét vô ăn ha. Dạ. Rồi. Ăn sữa có ăn chấm sữa có ăn sữa, thích chấm sữa hay sữa là thích về mình kẹp chấm sữa ha. Hay là mình ăn chấm với nước giả cây, nước vang. À muốn chấm thì chấm, ăn mặn ăn ngọt thì chấm được hết. Tại sao gọi là bánh mì Ba Lan ta? Nó là công nghệ Ba Lan từ xưa đến nay, người ta làm người ta xây lò ở đây. À xây lò. Rồi lấy em một bộ ăn thử đi. Chứ còn cái này nữa. Cái sao? Bánh xíu báo. Đâu? Xíu báo nóng là sao đây? Đây bánh xíu báo đây in ra. Đây đặc sản Nam Định bánh xíu báo đây. À một cái bao nhiêu đây? 6.000. Đây còn 2 cái lấy hết đâu. Rồi lấy luôn 2 cái luôn đi. Lấy hết cho chị. Xíu báo trong đây là cái gì chị? Nhân thịt với nhân trứng bên trong. À đây, giống như cái bánh bao chiên đúng không? À. Rồi lấy hai cái với có đi. Lấy ẩu bánh mì. Bánh mì Ba Lan. À cũng như bánh mì Ba Lan, công nghệ của Ba Lan. Công nghệ Ba Lan nhưng mà ăn nó khác á. Ăn nó khác. Nào ở đây chị? Ủa hình như lên đây có đường đúng không chị? Không, không, cái nướng lên đấy. À nướng lên ha. Rồi hết bao nhiêu tiền? 24.000. Rồi. Ủa ổ mì nhiêu? Ổ mì không nhiêu? Mì 6.000. Mì 6.000. Sữa 6.000. Sữa báo 6.000. Rồi sữa báo 6.000 rồi. Lấy cho em tổng cộng 24.000. Rồi, có lấy thêm bánh mì nữa thì là 30.000. Thôi vô đây đủ rồi. 24.000, đây cả chị Kiên nữa à? À, chị Kiên. Thế ở trong Sài Gòn giả? À, đi xuyên Việt, thử mấy món ăn ở từng vùng miền. Rồi, bánh mì Ba Lan. Giờ ngồi cái chỗ quán nước nè, đối diện ra chỗ mà mình mua bánh mì Ba Lan á, mình ăn thử. Bánh mì Ba Lan đây là bánh mì theo công nghệ của Ba Lan ngày xưa thôi. Ăn sẽ khác bánh mì Sài Gòn nãy cái chị đó nói. Bây giờ ăn thử ha. Ăn không thôi, mình có thể ăn kèm vô chấm với sữa đặc ăn cho nó đỡ ngán. Bánh mì của Ba Lan á, bánh mì ở đây nó sẽ khác với bánh mì Sài Gòn sao? Cái lớp ở ngoài á, cái da ở ngoài á, cái lớp áo ngoài á, cái vỏ bánh ngoài á nó hơi dai, nó hơi dai dai lắm. Ở trong thì cái ruột đó nó đã đặc. Đặt bánh rất là nhiều ha, hải ruột à. Giống như là bánh mì đặc ruột trong Sài Gòn á. Nhưng mà cái vỏ bánh mì bên ngoài nó hơi dai. Nó hơi dai mà ăn nó lạ lắm kìa. Nó khác. Nó không cái nó kiểu giống như không phải bánh mì giòn. Chấm nói chung bánh mì không, có thể mình chấm với đồ mặn cũng được. Hoặc chấm với đồ ngọt. Rồi, ăn thử cái chỗ mà xá xíu báo. Xá xíu này là ủa gì đi, cái gì ta quên rồi. Xíu báo. Đây là một cái xíu báo đây. Đây. À, xíu báo nhìn giống như là một cái bánh bao chiên á, trong đó có thịt rồi có trứng cút nữa. Ê. Ê. Cái nhân thịt này giống như là cái nhân thịt người ta nướng lên hay sao, thơm thơm lắm. Và có một cái trứng, cái trứng này là cái trứng này người ta đã luộc lên rồi. Trứng này là trứng trứng gà hay trứng vịt đó. Nói chung là cái xíu báo này ăn rất là lạ ha. Lạ lắm. Có trứng à. Cái này giống như là trứng vịt đó chứ không phải trứng gà. Trứng vịt ta luộc lên đó. Cái bánh xíu báo này nè là cái bánh nướng chứ không phải là bánh chiên nữa. Người ta nướng lên đó, trong đó có nhân thịt tùm lum lắm, có mỡ nữa và có trứng. Trứng là chắc mình nghĩ là trứng vịt đó người ta luộc lên đó, xong rồi ta sẽ cắt ra từng khúc nhỏ, ta sẽ trộn làm cái nhân ở trong cái xíu báo này và nướng lên. Rất là thơm, thơm giống như là kiểu mình ăn giống như bánh trung thu vậy, bánh trung thu nướng á, cái nhân nó giống vậy đó. Đặc biệt là mình ngồi ngay chỗ cái quán nước ở tỉnh Nam Định, trong thành phố Nam Định luôn. Thì ở số mình chạy nãy giờ mình thấy những cái quán
những cái quán vậy nè, người ta sẽ để một cái bàn gỗ, một cái ghế vậy. Trong Sài Gòn á thì những quán cà phê ta sẽ để bàn ghế đàng hoàng ha, ngồi ngồi một cái dãy dãy vậy đó. Nhưng ở đây á thì không có để bàn ghế vậy, người ta sẽ để một hai cái bàn thôi chứ không có nhiều. Đó, thí dụ để một cái bàn đây. Và những cái quán nước thì ta để làm sao sao nè, nguyên một cái bàn nước nè, đợi chân lên những cái lon nước ngọt á, rồi ta khách á có thể tới đây ngồi xung quanh một cái bàn nè, rồi có thể chiêu nước uống rồi nói chuyện thôi, chứ không có giống như quán cà phê ở trong Sài Gòn hay là quán nước à, mỗi một quán người ta đợi mười mấy hai mươi bàn đâu. Ở đây đầu đầu người ta đợi một bàn thôi, là người tới là cứ ngồi chung nhau uống nước thôi. Bình thường là vậy, mình lại chạy nãy giờ mình thấy đa số thì có những cái quán vậy, thì mình thấy lạ quá mới vào uống thử coi như thế nào.